Sáng ngày 29 tháng 9, bệnh viện mắt tai mũi họng răng hàm mặt An Giang, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh An Giang và Mạnh Thường Quân thành phố Long Xuyên phối hợp cùng cấp quỹ chính quyền xã Phú Hội tổ chức khám bệnh tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã khám tư vấn sức khỏe các bệnh nội khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và cấp thuốc miễn phí cho 400 người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Song song đó, đoàn từ thiện cũng trao tặng 400 phần quà, gồm gạo, mì gói và nhu yếu cho các hộ. Tổng trị giá đợt khám bệnh tặng quà 140 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh An Giang hỗ trợ 60 triệu đồng. Mạnh Thường Quân thành phố Long Xuyên hỗ trợ 40 triệu đồng. Bệnh viện mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt An Giang hỗ trợ khám bệnh, cấp thuốc trị giá 40 triệu đồng. Phát biểu tại buổi khám bệnh tặng quà, bà Lê Quỷ Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hội rất cảm ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của đoàn từ thiện đối với các gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn. Bà Lê Quỷ Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hội mong rằng thời gian tới, Bệnh viện mắt Tai Mũi Họng Răng Hàm Mặt An Giang, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển BIDV chi nhánh An Giang và Mạnh Thường Quân, thành phố Long Xuyên tiếp tục đồng hành cùng với địa phương triển khai nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe chăm lo đời sống cho gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc động viên gia đình chính sách hộ nghèo phấn đấu vượt qua khó khăn dương lên trong cuộc sống